Không chỉ có tiết trời mát mẻ, cảnh đẹp nên thơ, mà mùa thu Lào Cai còn là mùa của những loài hoa trái hay những món quà thơm thảo, đúng không chị Diệp Chi? Vâng, đúng là như vậy. Với rất nhiều loại nông sản như là cốm non, những trái hồng ngọt ngào và cả bánh trung thu truyền thống mang hương vị rất riêng. Những loại bánh trái gây thương nhớ khiến cho thu trở nên trọn vẹn hơn trong tâm thức của mỗi người. Cứ đến mùa thu, khắp các triền đồi lại ngặt ngào mùi lúa nếp nương. Và trong những nếp nhà nhỏ của đồng bào Tày ở xã Tả Trải, huyện vùng cao Bắc Hà lại rộn ràng mùa cốm mới. Từ bàn tay khéo léo, sự cẩn mẫn của các bà, các chị, những hạt cốm dẻo thơm đã mang món quà thu vùng cao về nơi phố thị. Làm cốm ở đây không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn là để giữ nghề truyền thống của dân tộc mình. Cốm kéo dài bây giờ tầm tháng 10 âm lịch là hết mùa và cũng tầm 2 tháng nữa. Nói chung là làm cốm cũng vất vả. Vâng, thì thu nhập cũng được như hơn trồng rau. Vâng, tuy vất vả nhưng mà làm cũng vui. Bà con trong xóm thì cứ rủ nhau làm. Cứ đến mùa là đua nhau làm, ai có nhà ai trồng được thì hái của nhà ai không trồng được thì mình đi mua hàng xóm. Đặc sản rồi, cốm ở trên này đặc sản cốm này với lại gạo khẩu giang. Cốm này thì ăn trực tiếp này, mình có thể làm bánh cốm ấy, bánh cốm ngon lắm. Nấu cháo. Bánh trung thu có nhiều thương hiệu lớn nổi tiếng, nhưng đã là người Lào Cai thì chắc hẳn nhiều người sẽ bị gây thương nhớ bởi một thương hiệu bánh trung thu được làm thủ công, đúng với hương vị truyền thống ở Bát Sát, trở thành thức quà quen thuộc mỗi dịp thu về. Bánh trung thu truyền thống nhà mình thì cũng là vẫn là thủ công nhiều, khâu nhậu bột là vẫn là thủ công bằng tay. Làm nhân trong nướng, nghề của ông cha rồi để lại mình cũng cải tiến nhưng mà cũng không cải tiến nhiều, chỉ gọi là cải tiến theo một ít chút cho hợp với bây giờ thôi. Với các em nhỏ, phá cỗ Tết Trung Thu, ngoài bánh nướng, bánh dẻo cũng không thể thiếu quả hồng, quả bưởi. Vùng đất Bảo Hà, Bảo Yên đang vào vụ thu hoạch quả hồng đỏ, rồi hồng không hạt ở Văn Bàn, hồng giòn ở Bắc Hà. Thức quà từ hương đồng, gió nội đang góp cho mùa thu Lào Cai mang đủ sắc hương.